Tác phẩm: Tắt đèn. Tác giả: Ngô Tất Tố. Chương 13. Thằng nhỏ ở nhà ngang đi lên với rá cơm nguội đầy ụ. Nghị Quế bảo mẹ con chị dậu bắt đàn chó con thả sang đầu thềm bên này. Tất tả, hắn chạy luồn ra, bưng lấy rá cơm súc cho mỗi con một bát. Chị dậu nói thật, bốn con chó con đều biết ăn cả rồi. Riêng con chó cái, hình như vừa mệt vừa lo, chỉ ăn nhỏ nhẹ vài miếng lại nghỉ. Bằng cái sắc mặt ôn hòa dễ dãi, Nghị Quế nhìn vào chị dậu. Con chó cái nhà mày mua ở đâu thế? Bẩm, của mẹ con mua ở Lào Cai đem về cho con. Ừ, có thế chứ. Chắc là giống chó Mông Tự, chứ ở nhà quê làm gì có thứ chó này. Mụ Nghị Đon đã kể công. Bởi thấy nhiều người mách rằng, nhà nó có con chó cái khôn lắm, cho nên sáng ngày tôi mới cố mua lấy được. Chứ bỗng không, ai có động rồ mà chuốt đàn chó vừa mới mở mắt. Thế còn bốn con chó con thế nào? Nghị Quế lẩm bẩm gật đầu. Đẹp cả. Bốn con bốn kiểu, một con huyền đề, một con lốt hổ, một con đen tuyền, một con tứ túc mai hoa. Con nào cũng cúp tai ngắn mặt, mắt xếch lá đề, đẹp lắm. Vừa nói, hắn vừa tung tăng đi vào trong sập. Vẫn cái kiểu ngồi bắt chân chữ ngủ, hắn vít lấy xe điếu ống, hút một hơi thuốc lào, rồi hắn rung đùi ra bộ đắc ý. Biết cái gì vất vả cái ấy. Ông Phủ Đăng, ông Nghị Bùi, ông Phán Tiên và ông Cửu Xung trên tỉnh, các ông ấy đều biết tôi xem chó rành lắm, ông nào cũng khẩn khoản nhờ tôi mua hộ. Tôi định khi nào bốn con chó này khá lớn thì cho mỗi người một con, nhưng lại tiếc con chó đẹp tuyền, muốn để nhà nuôi. Vì giống chó ấy lợi chủ, nuôi nó trong nhà làm ăn thịnh vượng. Mụ Nghị ngắt lời bằng giọng nói nửa thật nửa đùa. Chả có của đâu mà cho, ai muốn được giống chó tốt, phải có tiền đây cho tôi, không thì tôi để nuôi ráo. Nhà đã 14 con chó cả thảy, nuôi làm gì nữa, cơm đâu. Tôi nuôi để nó coi nhà, nuôi chó còn hơn là nuôi đứa ở. Nhà rộng thênh thang thế này, mười mấy con chó, nhiều gì. Rồi mụ cười giòn thanh khách và chỏ vào mặt chị dậu. Cơm chó nhà tao cũng tốn bằng mấy cơm người của nhà mày đấy. Chị dậu nhường như tủi thân, cúi xuống gạt thầm nước mắt, chị không biết nói thế nào. Mấy con chó con thôi ăn, kéo nhau trở lại chỗ con chó cái, bỏ dở cả mấy đống cơm. Nghị Quế sai thằng nhỏ hốt hết vào rá, đưa cho cái tí. Ra giọng nhân từ, ông đại biểu của dân bảo đứa con nít khốn nạn. Con bé kia, cầm lấy rá cơm ăn đi, kẻo phí của trời. Ăn bốc cũng được, không phải đổ bát. Nước mắt chảy ra như mưa, cái tí ngần ngại nhìn rá cơm nguội, không muốn chìa tay ra đón. Ông đại biểu cho dân hầm hầm nét mặt. Mày không ăn thừa cơm chó phải không? Bà Nghị nổi cơn tam bành. Mẹ mày dạy mày thế đấy chứ, con ranh con. Ở đây với bà mà mày cứ giữ cái thói khoảnh ấy, thì bà dần từng cái xương. Này bà bảo cho mà biết, mày ăn cơm chó nhà bà cũng chưa đáng đâu. Con chó nhà bà còn được mấy chục, con người như mày, bà chỉ mua có một đồng đấy thôi. Đừng khoảnh với bà. Nghị Quế hạch lạc chị dậu. Con mẹ khốn nạn, mày ngồi dương mắt ra đấy, không biết bảo con làm sao. Hay mày sợ con phải ăn cơm chó thì mày xấu hổ. Dường như thương mẹ bị quở, cái tí vội vàng đón lấy rá cơm. Rụt rè, nó bốc một nắm bỏ vào miệng, uể oải nhai như bò nhai trấu. Mụ Nghị nghiến răng kèn kẹt và chỉ vào mặt con bé. Bà truyền đời báo danh cho mày, từ giờ đến mai phải ăn hết cái rá cơm ấy rồi mới được ăn cơm khác. Chị dậu chỉ gục đầu vào cột, nức nở khóc thầm. Nghị Quế quát hỏi: Thế con mẹ kia có lấy tiền không, hay còn tiếc con tiếc chó? Chị dậu vội chùi nước mắt đứng dậy. Bẩm cụ. Không để cho chị nói hết, Nghị Quế giục vợ: Bà trả tiền cho nó về đi, để nó ngồi mãi ở đây tôi không chịu được. Cái chuông trong hòm len ken kêu một hồi dài. Mụ Nghị cầm hai chuỗi chinh quăng tọt ra thềm. Đấy, tiền đấy. Chị dậu long không cúi nhặt tiền, toan tính cởi ra đếm lại. Mụ Nghị sa sả: Không ai thèm làm thiếu đồng nào, không phải đếm chát gì nữa.
Chị dậu dắt tiền vào lưng, rồi chị sụp sùi bảo với cái tí: "Thôi con ở đây hầu hạ hai cụ, u về nhé." Cái tí ôm chầm lấy mẹ và khóc như mưa như gió: "U đừng về vội, u hãy ngồi đây với con lúc nữa." Nghị Quế đùng đùng đứng dậy, giơ cái bàn tay hộ pháp, tát cho con bé một cái đánh đốt, và hắn hét lên như ông đại tướng trong rạp tuồng: "Thằng nhỏ, lôi cổ nó xuống nhà bếp kia." Tức thì, cái tí liền phải lìa mẹ ra, sền sệt theo tay cậu hầu cận của ông dân biểu xuống thềm. Bộ mặt bồ nhếch bồ nhác ngoảnh lại, với cái miệng méo sệt, nó nhìn theo mẹ và nói bằng giọng nức nở: "Ngày mai u đem thằng Dần sang đây chơi với con nhé, con nhớ em lắm." Chương 14. Hai cái bầu vú đầy sữa mẩy găng, sữa ở trong vú rỉ ra, ướt đầm cả một lần yếm, làm cho chị dậu bồn chồn xót ruột về con bé ở nhà. Bởi vì theo sự kinh nghiệm của đàn bà con mọn, những lúc xa con, sữa chảy như thế, ấy là đứa con vắng mẹ đã đói, và đương gào khóc đòi bú. Chị không dám nghĩ đến cái tí nữa, sắp ngửa chị cắp cái rổ, cái mẹt và cái nón tất tả ra cổng thôn đoài. Mặt trời đã lặn xuống tận mặt đất. Đàn quạ khoan dập dùi là xuống các bãi tha ma, còi lá dứa của lũ mục đồng, rối rít thúc trâu bò về nghỉ. Tới làng Đông Xá, trời đã nhá nhem. Trong đình vắng tanh vắng ngắt, đàn dơi bắt mũi sập xè bay khắp lòng đình. Ngọn đèn dầu ta loe trên hương án, cố sức phun những ánh sáng ú vàng, soi cho mấy nén hương đen lù mù cháy ở dưới cửa võng. Cả mấy gian đình chỉ còn sự tối tăm, giúp sức cho sự kinh rợn. Người ta đã đem hết tiếng ầm ầm vào nhà lý trưởng từ lâu. Chừng cũng đoán biết như vậy, chị dậu lủi thủi theo chỗ có tiếng tù và rút hồi đi vào. Dưới ánh lửa sáng quắc của ngọn đèn 2 giây, quang cảnh trong nhà lý trưởng lúc này cũng như quang cảnh ngoài đình lúc nãy. Anh dậu và bọn trai đình thiếu sưu đều giơ khuỷu tay cho sợi dây thừng buộc vào cột nhà. Đàn ông đàn bà chờ đợi nộp thuế, còn lố nhố suốt một bực cửa. Lính cơ, cai lệ vẫn nằm chầu chánh tổng ở bên bàn đèn. Thủ quỹ, thư ký, chánh hội, phó hội và chức dịch ngổn ngang ngồi ở cạnh những cuốn sổ sách bề bộn. Cái mặt mồ hôi nước mắt vừa ló vào thềm, chị dậu liền được mấy ông chức dịch nhao nhao thét hỏi: "Đã bán được con rồi chớ, đem tiền nộp sưu, mau lên." "Thưa đã." Vừa nói, chị vừa dở chuỗi tiền chinh dắt ở giải lưng và tám hào con tiền bán khoai mà chị vẫn khư khư buộc đầu giải yếm. Bớt lại một hào, chị sẽ rón rén đặt 2 đồng 7 lên trước lý trưởng: "Thưa ông, nhà cháu không kịp đi đổi tiền giấy, xin ông làm ơn nhận cho." Lý trưởng cầm chuỗi tiền chinh đưa cho thủ quỹ đếm lại và bảo chị dậu: "Mỗi đồng phải cắt 3 xu, bỏ luôn ra đây tao nhận cho." "Nhưng sao lại có 2 đồng 7 hào Ngơ ngác, chị dậu vừa đưa đồng hào để trả tiền cát, vừa đáp bằng giọng lớ ngớ: "Thưa ông, cháu tưởng năm nay sưu bổ mỗi suất chỉ có bấy nhiêu." "Phải rồi, tiền sưu năm nay mỗi suất chỉ có 2 đồng 7 hào Nhưng nhà mày nộp 2 suất, nghe không? Một suất của chồng mày, một suất nữa của thằng Hợi." "Thưa ông, chú nó chết hồi tháng giêng rồi mà. Nhà con vẫn còn chưa khai tử hay sao?" Lý trưởng phát chắc: "Khai tử rồi cũng phải đóng sưu, ai bảo nó không chết từ hồi tháng 10 năm ngoái." Chị càng ngẩn ngơ ra bộ không hiểu, như có ý ngờ người ta ăn hiếp nhà mình. "Thưa ông, người chết đã gần 5 tháng, sao lại còn phải đóng sưu?" Lý trưởng quát: "Mày đi mà hỏi ông Tây, tao không biết." Thư ký dõng dạc cắt nghĩa: "Chết cũng không trốn được sưu nhà nước. Là vì thằng em chồng chị mới chết tháng Giêng An Nam, mà sổ thông quý của làng đã làm từ đầu năm Tây, tức là tháng 1 An Nam năm ngoái. Sổ ấy có tên thằng Hợi, lúc ấy nó còn chưa chết, khi đệ lên tỉnh, tòa sứ cứ theo số đinh trong sổ mà làm bài chỉ, đưa sang sở kho bạc, rồi đến kỳ thuế, sở kho bạc lại cứ theo đúng số thuế ghi trong bài chỉ mà thu. Nó chết tháng Giêng, chứ dẫu nó chết tháng Chạp cũng vậy, bài chỉ làm rồi, người ta không có chữa lại bao giờ. Khai tử hay chẳng khai tử mặc kệ. Bởi thế, bài chỉ làng ta năm nay vẫn không trừ được số sưu của thằng Hợi nhà chị. Nó chết, vợ con chưa có, ông lý trưởng cứ lấy vào thân nhân,
chồng chị không nộp cho nó thì ai nộp? Chị dậu dở nói dở khóc. Cháu là đàn bà, biết đâu việc quan như thế. Khốn nạn, chú nó chết đi, nhà cháu thật như mất cánh tay phải. Còn nó, chúng cháu có đâu đến nỗi khổ sở như này. Bây giờ nó đã chẳng may thiệt phận, đành rằng xuất sư của nó nhà cháu phải đóng, nhưng cháu xin các ông cho khất đến mai. Hôm nay cháu hãy đóng trước một suất, các ông tha cho nhà cháu về, kẻo người yếu đau bị trói cả ngày, không khéo chết mất. Lý trưởng trừng mắt. Chết thì ông chôn, mày tưởng chồng mày chết mà ông sợ à? Muốn chồng khỏi trói, về đem nốt 2 đồng 7 nữa ra đây. Nếu không thì ông còn trói, ông trói cho đến bao giờ đủ sư mà thôi. Chị dậu chừng như bức tức quá, ngồi sụp xuống chỗ cạnh chồng, chị khóc chu tréo. Trời ơi, tôi bán cả con lẫn chó và 2 gánh khoai, mới được 2 đồng 7 bạc. Tưởng rằng đủ tiền nộp sư cho chồng, thì chồng tôi khỏi bị hành hạ đêm nay. Ai ngờ lại còn xuất sư của người chết nữa. Khốn nạn thân tôi, trời ơi! Em tôi chết rồi còn phải đóng sư hở trời. Tôi biết đâm đầu vào đâu cho được 2 đồng 7 bạc bây giờ. Cai Lệ ngồi phắt trở dậy gân cổ thét ra. Chỗ mày kêu khóc đấy à, con mẹ kia. Muốn sống thì câm cái mồm, không thì ông sẽ cho một trận nữa. Anh dậu run run khuyên vợ. Thôi, u nó đi về với con, kẻo có 2 đứa ở nhà, nó khóc hết hơi. Mặt tôi ở đây, bị trói thêm 1 đêm nữa cũng chẳng chết nào. Đừng nói nữa, người ta đánh đập lại khổ thân. Chị dậu vẫn không dứt được cơn hậm hực. Thủ quỷ vừa đếm xong 2 chuỗi tiền chinh, hắn gọi chị dậu và bảo. Này chị kia, đừng khóc nữa, vào đây mà xem, mỗi đồng thiếu mất 4 xu đây này. 1 hào của chị đưa trả tiền cát, trừ vào chỗ này hết 8 xu rồi, còn thiếu 4 xu nữa nhé. Chị dậu lại mếu. Khốn nạn, tôi vẫn chắc mẩm còn thừa 1 hào, đem về đong gạo cho con ăn. Bây giờ hết trả vẫn chưa đủ. Gớm, cái bà nghị, giàu thế mà còn làm điêu. Rồi chị cứ rủ rượi ngồi khóc. Anh dậu thiết tha dục. Thôi u nó nghe tôi, có thương tôi thì hãy đi về với con. Đừng cứ ngồi đây mà khóc, cho tôi càng thêm não ruột. Các bạn bị trói của anh dậu ra ý thương hại và hỏi. Con bé lớn chị đã bán rồi, 2 đứa bé con ở nhà với ai? Chị dậu sụt sịt đáp. Anh em chúng nó ở nhà với nhau, chớ có ai đâu các bác. Những người ấy ra ý ấy nấy. Khốn nạn, thằng bé lên 5 phải giữ con bé lên 2, tội nghiệp quá. Cứ như các ông ấy vừa mới nói đó, thì người chết rồi cũng phải đóng sư. Vậy là nhà chị vẫn thiếu 1 suất sư nữa. Nếu không có tiền đem nộp, dẫu chị ở đây đến sáng, cũng không thể xin cho anh ấy được khỏi trói đâu. Nói lắm mỏi miệng, ai thương. Thà chị về với các cháu, cho khỏi khổ thân con trẻ. Phải, bác ấy nói phải. Hãy cứ đành lòng để mặc anh ấy ngồi đây, chị về mà nghỉ với con. Chứ chị ở đây chẳng qua chỉ thêm đau lòng, ít gì. Rồi nhịn chẳng được, ngứa mồm nói 1 vài câu, lại tổ làm cho anh ấy phải đòn. Bấy nhiêu lời diễn thuyết tuy chứa chan những giọng tử tế, nhưng không giúp cho chị dậu tí gì, vì ý chị cũng nghĩ như người ta nói. Buồn rầu, chị sẽ ghé vào tai chồng. Cái tí để phần thầy em 1 đĩa khoai đấy, tôi bưng sang đây cho nhé. Anh dậu lắc đầu. Miệng tôi đắng lắm, không thể ăn gì bây giờ, u nó cứ về với con, không phải lo đến sự ăn uống của tôi. Chào chồng bằng 2 hàng nước mắt, chị dậu lủi thủi ra với cái mẹt, cái rổ và cái mê nón. Chương 15. Vầng trăng đã vượt khỏi ngọn tre. Mặt nước các ao đã lóng lánh như nồi vàng đương chảy. Trong mấy bụi cây rậm rạp, tiếng quất kêu khi thưa khi nhặt, khắc khoải, hòa với tiếng rền rỉ rên khóc của dung dế vườn hoang. Tuy mới chập tối, các nhà đã đóng cửa im ỉm, không đâu còn một chút đèn lửa. Những kẻ cày sâu quất bẩm, suốt ngày mệt nhọc, khi ấy đều phải trả nợ mắt để nuôi lấy sức làm việc cho ngày mai. Trừ xóm lý trưởng, các xóm khác đều im phăng phắc như cánh đồng không. Thỉnh thoảng có tiếng chó sủa bọn người đi thúc sưu và tiếng xay lúa giã gạo ở mấy nhà hàng xay hàng sáo.
Chị dậu về đến đầu nhà đã nghe tiếng khóc khàn khàn của hai đứa trẻ. Sấp ngửa, chị chạy vào cổng, quẳng cả rổ mẹt mê nón xuống sàn, rồi vội vàng chị vào trong nhà. Thằng Dần vẫn ngồi cạnh em, hai mắt sưng húp, mặt mũi xám mét như đứa vừa bị ngã ao, hãy còn kinh khiếp chưa hoàn hồn. Nó không thể tỏ chút dấu mừng rỡ khi thấy mẹ về, tuy sự ấy là sự đáng mừng rỡ của nó. Trái lại, nó càng ra bộ tuổi thân và òa lên khóc như muốn nhắc cho mẹ biết những nỗi lo sợ từ nãy đến giờ. Nhưng hình như trong lúc mẹ nó đi vắng, nó đã kêu gào nhiều quá, cổ rác, hơi hết, nó chỉ có thể đưa ra cái tiếng khô khan như người khóc thầm. Chị dậu không kịp hỏi đến thằng bé, hốt hoảng chị vớ lấy con bé con. Trời ơi, một sự ghê gớm kinh sợ. Đôi mắt nó mọng đỏ như quả nhót. Mồm mép chân tay, lưng bụng, cổ áo tay áo của nó bê bết một lượt phân với nước đái, đầm lầm hòa nhau. Nó khóc nhưng không ra tiếng, chỉ có cái miệng hông hốc há ra như miệng cá mè. Sẽ sàng, chị dậu nhắc nó ra cạnh vải nước, tắm rửa qua loa cho sạch dơ bẩn. Rồi chị bồng nó lên lòng. Lần này không còn thì giờ vắt bỏ sữa chua, chị vội vạch yếm, lôi cái đầu vú ấn vào miệng nó. Vừa cho con bé này bú, chị vừa lật đật trở vào đón thằng bé kia. Thằng bé ấy lệch thệch ra đến giọt thềm, nó vẫn khóc nức khóc nở, thân hình lem luốc như cái tượng đá vừa đào ở dưới lỗ lên. Dắt nó một lần nữa chị ra vải nước. Một tay bế con bé con, một tay chị vừa dội nước và vừa kỳ cọ cho thằng bé lớn. Rồi hai tay hai đứa, chị ẵm chúng nó vào trong cái phản tập kênh. Chiếc chiếu ở đấy lúc chiều chị đã đem dải xuống đất để đặt cái tiểu và đã bị nó đái ị đầm đìa. Thằng Dần phải đứng xuống phản để chị bồng con em nó vào buồng, cuốn lấy chiếc chiếu trong giường và trải ra đó. Từ sáng đến giờ, chị chỉ long đong chạy đi chạy về, chưa được ăn uống miếng gì. Chừng như cũng đã đói và mệt lắm. Uể oải, chị ngã lưng xuống chiếu. Hai đứa con gối đầu vào hai cánh tay. Cái tiểu đã hơi tỉnh, vừa bú, nó vừa mân mê nghịch cái bầu vú của mẹ. Lâu lâu nó lại thổn thức vài tiếng. Thằng Dần tan cơn nức nở, lại cứ ra rã kêu đói và kè nhè giục mẹ mua gạo nấu cơm. Trong óc chị dậu vẫn còn đĩa khoai cái tí cất trên bàn thờ. Dỗng dậy, chị định nhắc xuống cho thằng bé này ăn nốt. Nhưng món lương thực ấy đã bị chuột tha gần hết, chỉ còn 3-4 mẩu con. Thằng Dần giơ tay xua lấy xua để. Con không ăn, đĩa khoai ấy của thầy con đấy. Lúc nãy chị Tí đã bảo, đứa nào ăn vèn của thầy, chị ấy không chơi với. Con chả ăn, chị ấy mắng con. Thế là nó lại nhớ đến cái Tí, sửng sốt nó hỏi. Bây giờ chị Tí đâu rồi, sao U không đem chị ấy về đây với con? Nước mắt chị dậu lại theo lời nói ngây ngô của thằng bé ngây thơ ứa ra chứa chan. Đặt mấy củ khoai xuống phản, chị ôm đầu nó vào nách xoa xoa suýt suýt, chị ngọt ngào dỗ dành. Chị Tí ở nhà cụ Nghị. U đã bán cho cụ Nghị ấy rồi, đem về thế nào được nữa? Thằng Dần tru tréo. Con không, nào. Lúc chiều con đã bảo U lấy được tiền rồi, thì đem chị ấy về đây với con kia mà. Sao U lại để chị ấy ngủ ở bên ấy? Nhưng mà cụ ấy không cho nó về, thì U làm thế nào được? Thôi, con ăn mấy củ khoai cho đỡ đói, rồi nằm ngủ đi, mai kia U đưa sang chơi với chị. Con không mai kia, nào, nào. U phải đem ngay chị ấy về đây bây giờ, để chị ấy ngủ với con. Chị dậu sụt sùi sẽ gạt nước mắt. Đêm nay con hãy ngủ tạm với U. Con ngủ với U chóng U yêu, nhỉ? Con không ngủ với U nào, con thèm vào chơi với U nữa. U bán chị Tí đi rồi, chốc nữa thầy về, con mách thầy cho. Rồi nó gào khóc rầm rĩ, nhất định bắt mẹ phải đem cái Tí về ngay. Chị dậu hết ngọt lại sẵn, hết sẵn lại ngọt, nào dỗ, nào dứ nào dọa, nào mắng, dở đã hết cách nó vẫn không nín. Chị đành mặc cho nó khóc, rồi chị cũng khóc như nó. Thấy chị khóc, nó càng khóc dữ. Lăn đùng ra phản, nó đập hai chân xuống phản đành đạch và cứ lảm nhảm gọi mãi chị về với em. Chán chê ê ẩm, hình như nó đã mệt lử, tiếng khóc dần dần nhỏ sẻ.
Một lát sau, nó chỉ còn uổng ỉnh. Hai mắt thiêu thiêu nhắm lại, hơi thở đưa ra phì phò. Nó ngủ. Cái tiểu cũng nghỉ mút sữa. Đầu vú ở miệng con bé từ từ buộc ra. Rồi đôi mắt lờ đờ, con này cũng sắp sửa ngủ. Chị Dậu rón rén ngã lưng xuống chiếu, chực lừa cái tiểu. Mũi bay vo vo và đốt vào chân nho nhói. Chị xe sẽ giơ tay phe phẩy, không dám cựa mạnh, sợ hai đứa con thức dậy. Cái tiểu ngủ im. Thằng Dần bỗng cười khanh khách và nói léo xéo. A ha, chị Tí đã về, chị vào ăn cơm, cơm sới rồi đấy. Rồi nó im. Rồi nó thổn thức, rồi nó lại nói bây giờ chị phải ở nhà với em, đừng sang cụ Nghị nữa nhé, em nhớ chị quá. Thình lình nó ngồi phắt dậy, ngơ ngác nhìn ra ngoài sân và bỡ ngỡ, nó hỏi chị Dậu. Chị Tí đâu rồi, chị Tí em đâu rồi hử u? Chớp mắt một cái, hình như nó chợt nghĩ ra cái gì, ngó vào tận mặt chị Dậu, nó khóc hu hu. U vẫn chưa đem chị Tí về đây cho con kia ư, con bắt đền đấy, con bắt đền U đấy. Sao U lại bán chị ấy của con? U dậy đi, đi dậy sang gọi chị Tí về đi, sao U cứ nằm mãi? Con không cho U nằm nữa. Chị Dậu rón rén nhấc cánh tay ra, đặt đầu cái tiểu xuống phản. Ngồi dậy, chị bế thằng Dần vào lòng. Trong nhà tuy không có đèn, ánh sáng ngoài cửa soi vào, còn đủ sức sáng để chị nhìn thấy bộ mặt rầu rĩ của nó. Nó vẫn khóc, vẫn uổng ỉnh bắt mẹ đi gọi cái Tí. Con hãy nín đi cho em nó ngủ, để U ẵm con đi chơi. Nó không nín lại càng khóc thêm. Xếp nó lên vai, chị Dậu với mấy mẩu khoai trong đĩa, rồi chị bồng nó ra thềm. Trước thềm, trăng sáng như ban ngày.